Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị khán giả, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao từ hồi tháng 9 năm ngoái cho đến nay, mức tăng có loại lên đến là 30%, trong khi giá các sản phẩm chăn nuôi lại đang có xu hướng giảm. Thực tế này đang khiến cho các hộ chăn nuôi gặp không ít sự khó khăn. Nhiều gia đình canh cánh nỗi lo lâm vào cảnh thua lỗ, nợ nần, thậm chí là phá sản. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Đàn lợn gần 40 con của gia đình ông Thắng đang chuẩn bị cho xuất bán. Nhưng thay vì vui mừng, thời gian qua ông Thắng luôn trong tình trạng lo lắng bởi giá thức ăn tăng cao chóng mặt, trong khi giá lợn hơi thì đang giảm liên tục. Hiện mỗi bao cám 25 cân như thế này đã tăng khoảng 60.000 đồng so với trước Tết. Tình hình này đang khiến gia đình ông Thắng lỗ khoảng 1,2 triệu đồng mỗi ngày cho cả đàn lợn. Con giống là bắt 3 triệu của con, cộng với thức ăn chăn nuôi nên khoảng 3,5 triệu một con nữa là thành khoảng 6,5 triệu mới được, cộng thuốc men này, vaccine rồi thì điện đóm là nó cũng chừng vào giá khoảng gần 70.000 một cân hơn. Đấy, mà trong cái giá lợn hiện nay là giá có 67, 68, cho nên người chăn nuôi chúng tôi bây giờ là đang gặp khó khăn. Không chỉ các hộ nuôi lợn, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm như gà vịt cũng chịu tình cảnh khó khăn chung khi giá thức ăn tăng cao. Như gia đình ông Vũ Ngọc Bình, liên tục thua lỗ trong hơn nửa năm qua đã khiến ông chỉ còn giữ lại đàn vịt đẻ để cầm cự. Nói là cầm cự, nhưng với những hộ thuần nông như gia đình ông, sống bám vào nghề chăn nuôi, không tiếp tục thì cũng không biết phải làm gì. Mà mỗi một cân cám hiện giờ là coi từ Tết đến giờ là lên 1.700 đến 1.800 một cân. Thế nên những người chăn nuôi như chúng tôi bây giờ là coi nói gần như không có lãi mà coi nhiều người lỗ. Thế nên là coi như nhiều những gia đình bây giờ là coi bỏ ao không chuồng không. Đấy là coi, nhưng chúng tôi bây giờ vì coi chăn con vịt đẻ nên không thể bán xác nó đi được, vì cái giá 30.000 con thì coi như thế nó lỗ mất xác nên cuối cùng chúng tôi vẫn phải chăn nuôi, kể cả đến lỗ vẫn phải làm. Giá thức ăn chăn nuôi được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Nhiều người chăn nuôi như ông Thắng cầm cự không nổi, đang tính chuyện tạm treo chuồng, chờ thời điểm thích hợp mới nuôi trở lại. Giá lợn hơi trong nước ngày hôm nay 28 tháng 6 biến động nhẹ ở một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Để ngăn ngừa dịch bệnh tả lợn châu Phi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã quyết định tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan kể từ ngày 30 tháng 6. Giá lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm ở một vài địa phương, dao động trong khoảng từ 63.000 đồng đến 71.000 đồng 1 kg. Tại Nghệ An và Quảng Ngãi, giá lần lượt là 66.000 đồng 1 kg và 67.000 đồng 1 kg, cùng giảm 1.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Bắc ổn định, dao động trong khoảng từ 64.000 đồng 1 kg đến 69.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng 67.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội giá 68.000 đồng 1 kg, Thái Bình 69.000 đồng 1 kg, cao nhất ở thời điểm hiện tại. Còn tại miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg. Thấp nhất trong khu vực là Đồng Nai và Vĩnh Long. Cùng giao dịch ở mốc 66.000 đồng 1 kg, hiện có các địa phương như Tiền Giang, Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh. Giá lợn hơi đã giảm xuống mức thấp hơn một tháng qua. Theo ngành chăn nuôi, nếu không chăn nuôi theo chuỗi thì với mức giá lợn hơi dưới 70.000 đồng một ký, thì người chăn nuôi gần như là không có lãi, cộng với các chi phí sản xuất, trong đó có giá thức ăn chăn nuôi tăng chóng mặt từ đầu năm đến nay, khiến rất nhiều hộ nuôi giảm tái đàn, thậm chí là bỏ chuồng. Động thái này của ngành chăn nuôi liệu có khiến là nguồn cung thịt lợn khan hiếm trong những tháng cuối năm hay là không? Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho vấn đề này trong cuộc trao đổi với phóng viên của Nông nghiệp 24 giờ ngay sau đây. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, hiện nay thì giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới đã có xu hướng giảm rồi. Tuy nhiên thì giá thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn đang tăng cao. Vậy thì nguyên nhân là vì sao thưa ông? Thực chất ra đấy cũng là do cái việc mà Covid thế giới cho nên đứt gãy một loạt những cái chuỗi, và trong đó thì có cái sản phẩm, cái nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì nó tăng cao, và kể cả giá vận chuyển. Và mình thì trong đó thì mình nhập trên 90% cái nguyên liệu đó từ nước ngoài. Thế cho nên là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái nguyên liệu. Cho nên trong giai đoạn vừa rồi phải nói là thức ăn hỗn hợp ấy tăng từ 20% đến 30%. Mặc dù thì vừa rồi cái nguyên liệu đã giảm rồi, nhưng mà thức ăn trong nước vẫn chưa giảm. Mà với cái giá như thức ăn như thế này thì người chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên là trước đây thì chúng tôi vẫn có những đề xuất là nếu giả sử đấy nhà nước mà đưa được cái thức ăn, cái giá thức ăn vào cái một trong những mặt hàng bình ổn thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái chăn nuôi nó phát triển, nó thuận lợi hơn. Còn nếu cứ để trôi nổi như thế này thì nó sẽ có những khó khăn của những cái chăn nuôi rất bấp bênh, mà đặc biệt đối với chăn nuôi nông hộ. Hiện giá thức ăn chăn nuôi trong nước thì đang tăng cao, khiến cho người chăn nuôi thì đang có hiện tượng là giảm tái đàn và nhiều người còn bỏ chống chuồng nữa. Vậy thì hiện tượng này thì có dẫn đến cái việc mà sẽ thiếu nguồn cung cũng như là tăng cái giá thịt lợn trong những tháng cuối năm không ạ? Cái giá thịt lợn chắc chắn sắp tới đây nó sẽ tăng, vì dù sao nữa thì người chăn nuôi cũng phải có lãi thì người ta mới sản xuất. Thế còn thì và xác định rằng bây giờ người ta xác định đấy là một nghề của người ta rồi, thì một năm tất nhiên nó có những cái thời điểm này thời điểm kia, nhưng mà chắc chắn rằng sắp tới đây thì cái giá thức ăn nó sẽ phải hạ xuống. Thế và cái giá thực phẩm, đặc biệt là cái giá xuất chuồng nó phải tăng lên thì nó mới hài hòa được các cái khâu trong cái chuỗi sản xuất. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, trong chăn nuôi gia cầm, chi phí cám, gà chiếm từ 60 đến 70% giá thành. Nếu khống chế và chủ động được nguồn thức ăn này thì người chăn nuôi có thể tiết kiệm được đến khoảng 20% chi phí mua cám mỗi lứa. Và đây cũng chính là bí quyết đang được nhiều nông hộ khởi nghiệp của kênh VTC16 áp dụng. Nhờ cách làm này thì mỗi 1.000 con gà xuất bán, bà con nông dân có thể lãi từ 25 đến 30 triệu đồng. Đáng nói hơn cả, ngay giữa thời điểm nhiều nơi treo chuồng, chăn nuôi cầm chừng thì thậm chí các nông hộ khởi nghiệp còn mở rộng quy mô chăn nuôi của mình. Ngay sau khi xuất bán xong 2.000 gà cách đây chục hôm, anh Bùi Văn Tư quyết định xây dựng thêm một khu chuồng mới. Anh tính toán, với 4 khu chuồng, cứ từ 1 cho đến 1,5 tháng, anh sẽ xuất bán được một lứa gà. Dịch bệnh hiện nay thì bây giờ dần dần nó cũng được phong tỏa, thì con gà thì nó sẽ cái giá nó sẽ đẩy lên cao. Cách nhà anh Tư hơn 40 km, gia đình anh Vụ cũng mới vào thêm một lứa gà. Tăng quy mô và liên tục vào đàn mới. Bí quyết của các nông hộ khởi nghiệp chính là việc chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia cầm. Việc tự phối trộn thức ăn đầu vào đã giúp các nông hộ bớt nỗi lo về giá thành thức ăn đang tăng phi mã. Chương trình có về và chuyên gia đã tư vấn rồi, thì gia đình đang áp dụng theo cái sử dụng là máy ép cám viên, bằng máy ép mà nhà tự sản xuất ra được thức ăn, rồi chiếm được 70% số lượng thức ăn cho đàn gà tiêu thụ trong một ngày. Mình chỉ có nhập khoảng 30% thức ăn công nghiệp thôi, 30 đến 40%. Đấy, gà thì vẫn béo, thì vừa rồi thì mình có bán ra là tổng cái đàn gà vừa rồi là 2.000 con gà, thì chi trả cho bên nhà cám là hết 146 triệu. Đấy, thuốc thang nữa thì đàn gà vừa rồi thì mình nuôi gần được 3 tấn. Trừ chi phí đi, như cái đàn vừa rồi thì mình cũng được 5-60 triệu. Khéo léo sử dụng cái nguồn nguyên liệu của địa phương cộng với lại cái thức ăn mua của công ty về. Cho nên là khi mà sử dụng cái công thức của chúng tôi đưa ra thì cái phần giá thành chăn nuôi nó vẫn chấp nhận được. Thuận lợi hiện nay nữa tức là do nhiều nhà treo chuồng, gà bên ngoài thị trường thì không có, cho nó đẩy cái giá gà thịt tăng lên so với năm ngoái. Bây giờ giá gà hiện nay đối với gà lạc thủy đây là hầu hết là trong phạm vi từ 88 cho đến 90.000. Nếu mà anh chủ động được thức ăn, biết khéo léo kết hợp thức ăn thì giá thành nó là 70.000, thì chúng tôi tính là mỗi 1.000 gà vẫn được lãi cỡ vào khoảng độ 25 cho đến 30 triệu. Theo các chuyên gia, việc tự phối trộn thức ăn là giải pháp quan trọng trong điều kiện thức ăn tăng giá liên tục như hiện nay. Với công thức phối trộn từ bột ngô, phế phụ phẩm nông nghiệp cùng cám công nghiệp theo tỷ lệ nhất định, người nuôi có thể tiết kiệm được 20% chi phí thức ăn chăn nuôi.